Hôm nay là em muốn chia sẻ cái việc làm thiện nguyện của anh Dũng và chị Hằng. Một đoạn là một một sự việc á mà anh Dũng và chị Hằng rất là quyết tâm. Rất quyết tâm làm từ thiện. À, ai không xem được thì thoát ra vào lại đúng không? Rồi ok, em chào hết cả nhà mình nha. Bây giờ bắt đầu mình triển khai cái buổi live hôm nay. Thì trước khi like thì em cảm ơn cả nhà mình đã đăng ký ủng hộ cho em và đã vào tham gia cùng buổi live hôm nay. Thì buổi live hôm nay em nói tới cái sự việc mà anh Dũng khi mà đi ngang qua cái vụ tai nạn. Rồi anh và cùng tài xế quay trở lại để xem sự việc gì xảy ra. Rồi anh ở đó anh đứng anh chờ để anh được làm từ thiện. Mình thấy là cái lòng của anh Dũng là thật sự là quá quá tốt. Do đó là em muốn chia sẻ cái suy nghĩ của em đến cái sự việc đó. Em chia sẻ cái suy nghĩ của em đến về cái sự việc đó đến cả nhà mình. Rồi bây giờ mình quay lại cái chủ đề này nha, quay lại cái màn hình là cái sự việc nay mình muốn chia sẻ, cái sự việc này hôm nay mình muốn chia sẻ ở đây. Đây là cái sự việc ở chỗ này là mình muốn chia sẻ cái đoạn này đến nhà mình nè. Cuộc sống mình nó cũng được tốt hơn được chút xíu so với hồi đầu thì nó giờ nó khỏe hơn. Anh chị em có một cái cơ hội để làm lại rồi Đây cái anh đoạn em. này là cái đoạn mà đây ở đây là cái đoạn này nha, mình chia sẻ đoạn này nha, rồi nhà mình xem kỹ cái đoạn này giùm em nha. Xem kỹ là tí xíu nữa em chia sẻ cái suy nghĩ của em nha. Đây là một trăm không chú Dũng, 100 không chú Dũng, 100 triệu đồng á con, chú Dũng hỗ trợ. Dạ con là em đó. Dạ thôi chú Dũng giúp con cũng cảm ơn. Nhưng mà nhà con cũng được. Không cái này là nhà con cũng làm cho con cảm ơn lắm. Dạ nói cái đó là chú Dũng gửi gia đình chứ không phải là gia đình xin gì đâu. Dạ con đi ngang đó nha. Bắt xe cái chạy bắt tài xế chạy lại miền còn nó coi sao vậy. Thôi thì mới lên tận nơi. Rồi em muốn chia sẻ một cái đoạn đó trước. Đây là cái sự việc á, em muốn chia sẻ đây là cái góc nhìn của em nha, cái suy nghĩ riêng, cái nhìn riêng của em là cái sự việc chỗ này là anh Dũng nói rõ là ở đây là mình nhìn thấy là cái sự việc là một cái vụ tai nạn chết người. Anh Dũng và tài xế khi mà đi qua khỏi rồi quay trở lại xem coi việc gì xảy ra thì cái sự việc nó đã xảy ra là như thế. Và anh Dũng quyết định đứng đó chờ khi gặp được người mẹ của cái người bị tai nạn này là anh Dũng quyết định tặng cho 100 triệu. Là không cần suy nghĩ tặng cho 100 triệu. Rồi người nhà của cái người bị tai nạn đó là đứng ra là từ chối không muốn nhận. Nhưng mà anh Dũng là quyết tâm dùng bằng cái phương pháp là phải làm sao để tặng được cái số tiền đó đến cho gia đình này. Thì ở đây mình thấy đây là cái sự việc mà thực sự là mình rất cảm kích với cái chỗ anh Dũng. À, bây giờ em chia sẻ cái góc nhìn của em nè. Thì ở đây là anh Dũng là có sự quyết tâm rất lớn để tặng được cái số tiền 100 triệu đó. Mà kèm theo cái quyết tâm đó là một cái sự nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng để thuyết phục được cái người em trai. Và
Khi mà anh Dũng tặng thì mình nhìn kỹ thì anh Dũng tặng bằng hai tay. Thì ở đây mình cũng chưa biết được là giữa anh Dũng và cái người mẹ đó, người nào lớn hơn. Nhưng mà cái đầu tiên nhất là mình nhìn thấy anh Dũng là cầm 100 triệu gửi tặng cho cái người mẹ của cái người bị tai nạn đó bằng hai tay. Và thuyết phục làm sao để nhận được số tiền đó. Và cuối cùng là cái thành công của anh Dũng là cái gia đình của cái nạn nhân này nhận 100 triệu để về lo cho gia đình. Thì kèm theo đó anh Dũng còn rất là kỹ nữa là dặn cái người mẹ đó là một phần là mua đồ để mà tang lễ, còn lại một phần là để nuôi cho đứa trẻ con của cái người bị tai nạn đó. Ở đây mình thấy thực sự là cái sự suy nghĩ, cái sự chăm lo của anh Dũng giống như là một người cha, rất là chu toàn. Mình rất là cảm kích cái đoạn video này. Do đó là hôm nay mình muốn chia sẻ đến nhà mình là cái đoạn video đó, để mình thấy được là cái lòng bao la, cái tình thương người của anh Dũng. Anh Dũng thương người từ nhỏ, đã làm từ thiện từ nhỏ. Và bây giờ chỉ đi ngang, hình như là cái sự việc này xảy ra ở Bình Dương, ở gần chỗ anh Dũng là phải. Đi ngang qua xong rồi thấy tai nạn rồi quay trở lại, quyết tâm phải tặng cho bằng được cái số tiền đó, để làm sao giúp được cho cái gia đình đó vượt qua cái lúc khốn khó này, rồi có một ít tiền để nuôi những đứa trẻ. Thật sự mình cũng như nhà mình ở đây, ai có người, ai làm được cái điều này? Em nói thật sự bây giờ chỉ cần 10 triệu thôi cũng rất là khó. Rất khó bỏ ra, chứ không phải là 100 triệu như anh Dũng. Ở đây mình không phải là nói là anh Dũng giàu quá hay là gì, nhưng mà ở đây là cái tình thương người, cái lòng thương người và cái sự suy nghĩ sâu sắc để chăm lo cho một cái người bị tai nạn và chăm lo cho gia đình họ, cho con họ. Do đó mới quyết tâm là tặng cho cái gia đình đó là 100 triệu. Em theo em là em thấy như thế. Còn như nhà mình thì em không biết là suy nghĩ như thế nào về cái hành động đó. Nhưng mà riêng em cái hành động này rất là tích cực, rất là quyết tâm và rất là nhẹ nhàng, làm sao là phải tặng cho bằng được. Cuối cùng là cái ước nguyện của anh Dũng là tặng được 100 triệu. Cuối cùng là anh Dũng tặng được 100 triệu đó. Anh chị em nào mà xem thì like giùm là rất là cảm ơn. Cảm ơn Lộc Đỗ rất là nhiều nha. Và cái đoạn kế tiếp mà mình muốn chia sẻ, cái đoạn kế tiếp là của chị đẹp nhà ta. Em chia sẻ cái đoạn của chị đẹp một chút về chị đẹp nhà ta nha. Cách suy nghĩ của chị đẹp làm từ thiện như thế nào. Rồi em mời cả nhà mình cùng xem nha. Đây, chị đẹp nhà ta bắt đầu làm từ thiện nè. Mình mời cả nhà là xem kỹ cái đoạn này nha. Xem kỹ đoạn này. Mới biết là dân tình đồng bào khổ lắm. Trời thì nắng chang chang mà không có nước nữa thì hiểu được cái khổ khó, cái khó người ta phải chịu đựng như thế nào. Cho nên là với một cái cương vị mà chủ tịch quỹ ăn ngủ và cái vai trò của công ty thì tôi quyết định với anh Dũng là sẽ giúp đỡ toàn bộ những cái miền nào mà có cái nước mặn tràn về để mà cứu giúp cho đồng bào. Tôi rồi mới thấy bà con đồng bào người ta khổ lắm. Đó, khổ từ thấy chị đẹp đỡ nhớ nha, nhà mình nha. Đi xuống tới đây rồi mới thấy cái khổ, cái xót xa mà tôi không dám nhìn nhiều và tôi cũng không dám tiếp cận nhiều, bởi vì cái tim mình nó thủng thức, nó rây rứt lắm. Nó đỡ lắm khi mà nhìn thấy người ta khổ, người ta thiếu thốn, là từng cái căn nước người ta phải đi sắp hàng để sắp. Tôi trong lòng tôi buồn lắm. Buồn mà thấy xót, cho nên về là bây giờ nơi nào cần thì sẽ có Đại Nam tiếp ứng kịp thời bằng mọi cách để đưa nước đến cho những người dân, và không cần biết giá trị nó sẽ là bao nhiêu. Tôi chỉ nguyện một điều là làm sao để mang được nguồn nước đến cho người dân, bất kể là bao nhiêu tiền, miễn là có cái nguồn nước là tôi sinh hoạt từ đây đến khi có mưa xuống. Rồi. Rồi, cả nhà mình thấy rất là tuyệt vời không? Suy nghĩ của chị đẹp nhà ta quá tuyệt vời không? Không cần biết là bao nhiêu. Thấy rất là xót xa, xuống là xót xa, là không có nước. Đó là cái, ở đây là cái sự việc này là ở tỉnh Bến Tre. Cái việc làm này là được lãnh đạo của tỉnh Bến Tre ra là công nhận và cảm ơn. Đó. Thì ở đây mình thấy là theo cái góc nhìn của Trinh thì chị Hằng
không nề hà về bao nhiêu tiền, không nề hà về cái vấn đề khó khăn như thế nào, miễn làm sao là giúp được cho người dân là được. Thì ở đây mình thấy là vừa giúp dân vừa giúp nước, giúp cho cơ quan chức năng, giúp cho người ở Bến Tre, lãnh đạo tỉnh Bến Tre chưa kịp làm thì anh Dũng và chị Hằng xuống làm. Làm là không cần biết bao nhiêu tiền, không cần, không coi như là làm không vụ lợi, không có phải suy nghĩ bao nhiêu tiền cũng được, miễn làm sao nước tới cho người dân, có nước cho người dân sử dụng là làm. Đó. Mình nghe rất là rõ như thế, và sự việc nó rõ như thế luôn. Thì khúc sau ở trong cái clip mà hôm nay Trinh có đăng ở trên kênh đó, thì mấy anh chị vào xem, nó có đầy đủ ở trên đó, vừa oxy, vừa nước nước ngọt, vừa quỹ Quỳnh Hằng Hữu, rất nhiều ở trên đó. Và khi mà xem kỹ lại thì mỗi một cái sự việc nó có một cái góc nhìn rất là khác nhau. Dạ anh, em cảm ơn anh. Thì cái đó ở ngoài mới nhìn chứ bây giờ em đang live là không nhìn thấy được anh. Ở ngoài á, thì khi mà mình ra mình vào lại á, thì mình mới thấy được chứ em đang live không thấy được. Thì mỗi một cái sự việc mà em thấy cái cách làm của anh Dũng chị Hằng là cái hai vợ chồng đều có cái suy nghĩ chung là gì? Quyết tâm làm và quyết tâm giúp được người nghèo, giúp được cho đất nước. Đó, vậy đó mà biết bao nhiêu người nhào vào chống phá đủ thứ hết. Mà em thì hiện bây giờ em thấy được á, là cái việc mà anh Dũng và chị Hằng á, giúp được ở Bến Tre á, là được lãnh đạo ở Bến Tre là ông Phan Văn Mãi xuống cùng uống nước với anh Dũng luôn. Cái uống nước mà khi mà cái nhà máy lọc nó lọc ra. Còn năm 2016 thì là Thủy Tiên cũng xuống dưới đó làm. Nhưng mà mình chưa thấy, không thấy được là lãnh đạo ở Bến Tre có cảm ơn hay không. Không biết là nhà mình có thấy là lãnh đạo Bến Tre có cảm ơn Thủy Tiên hay không. Có người nào thấy là lãnh đạo Bến Tre cảm ơn Thủy Tiên về vấn đề là lắp mấy cái máy lọc nước ở Bến Tre hay không? Lộc Đỗ có thấy không Lộc Đỗ? Có người nào thấy được là lãnh đạo ở Bến Tre cảm ơn Thủy Tiên hay không? Năm 2016 rồi Thủy Tiên có xuống dưới là lắp mấy cái máy lọc nước ở dưới đó. Còn riêng anh Dũng và chị Hằng là được mời xuống. Là Võ Hoàng Yên là xuống dưới đó nhìn thấy sự việc và lãnh đạo ở Bến Tre mời anh Dũng và chị Hằng xuống để lắp cái bộ lọc đó. Làm thơ lắm luôn là gì? À, thích Lộc Đỗ à? Lộc Đỗ làm thơ hay lắm. Lộc Đỗ hay lắm. Làm thơ rất là hay. Và cái suy nghĩ của Lộc Đỗ rất là hay nha. Rất là thông minh nha. Lộc Đỗ thông minh lắm á. Ngày xưa, ngày đầu tiên á, anh nhớ Lộc Đỗ là Lộc Đỗ cũng khen anh thông minh. Nhưng mà bây giờ là không biết là Lộc Đỗ còn nhớ hay không. Chứ ngày xưa á, lúc đó là anh chưa, anh cũng có cái kênh là đi, gọi là đi bình luận dạo thôi. Nhưng mà Lộc Đỗ lúc đó là có khen. Rồi tới giờ chắc có thể là tới bây giờ là Lộc Đỗ không nhớ. Không biết được. Nhưng mà cái người nào khen anh là anh nhớ. Thì cái sự việc hôm nay á, chỗ anh Dũng với chị Hằng á, thì mọi người ai cũng biết hết rồi. Cái sự việc mà bị chống phá ai cũng biết, và cái việc làm tốt của anh Dũng với chị Hằng ai cũng biết. Thực sự anh Dũng với chị Hằng làm quá nhiều cái điều tốt luôn. Thì sắp tới thì mình cũng cố gắng là chia sẻ lại với gia đình mình rất là nhiều sự việc mà hiện giờ thì mình cũng có những cái thông tin đó mà có thể là mấy anh chị, có một vài anh chị là chưa có thấy được những thông tin đó. Em sẽ cố gắng chia sẻ cái góc nhìn riêng của mình về mỗi sự việc và anh Dũng và chị Hằng làm. Nói chung là anh Dũng và chị Hằng làm là việc thiện, giúp người nghèo, giúp người bệnh. Nhưng mà mỗi một sự việc nó lại khác nhau. Mỗi sự việc nó lại em nhìn thấy là mỗi một sự việc là anh Dũng và chị Hằng làm một cái cách khác nhau và suy nghĩ khác nhau. Càng về sau này, đặc biệt là lúc mà tài trợ oxy á, cũng như là lúc mà dịch bệnh á, chị Hằng thì sợ là có tại có người là dựa vào cái danh cái tiếng của chị Hằng là đi tặng thực phẩm, cuối cùng là chị Hằng thông báo là đó không phải. Còn anh Dũng cũng thế, là chị sợ là cái vấn đề là oxy,
Có nhiều người là lợi dụng về vấn đề oxy rồi làm tầm bậy tầm bạ, là cuối cùng là anh Dũng phải nhờ tới cơ quan chức năng và bàn giao lại cho cơ quan chức năng là quản lý các nhà máy đó, nhà máy sản xuất oxy đó. Thì cái vấn đề mà chỗ oxy thì nhà mình cũng biết rồi, rất là nhiều người chống phá, cho rằng là oxy già, oxy cá thở, hoặc là mua bình oxy lớn rồi về là chiết ra bình nhỏ rồi để quảng cáo, rồi để là bán hàng, rất nhiều mà người chống phá. Thôi, không sao cả. Chào anh Danh Nguyễn Kế. Vô hơi muộn ha. Cái chủ đề làm từ thiện của Đại Nam á, thì em cũng tâm sự với anh Thạch như vậy. Chỗ anh Dũng của chị Hằng á, ngoài cái quỹ Quỳnh Hữu ra thì còn cái việc từ thiện là làm cầu làm đường, đi cất nhà, cất trường, làm chùa, rồi tặng tiền cho người dân, nói chung là còn nhiều lắm anh. Em có nhiều cái clip, nhưng mà nhiều khi bây giờ mình đưa cái clip lên mình bình luận như thế nào để mình chia sẻ như thế nào nó cũng 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 phải suy nghĩ đó. Do đó là bây giờ em tập trung, giống như là thời điểm này là thời điểm mà chị Hằng sắp ra rồi, thì bây giờ mình tập trung mình đưa những cái thông tin tốt đẹp cho phía Đại Nam đó, và mình cũng là rất yêu quý Đại Nam, yêu quý chị Hằng. Do đó là em sẽ cố gắng làm sao đưa những cái thông tin tốt đẹp nhất đến cho phía anh chị em xem, và nhờ anh chị em lan tỏa những cái tốt đẹp của Đại Nam nó ra cho nhiều người biết hơn nữa, thì em nghĩ nó cũng là một cái lợi thế để làm sao giúp cho chị Hằng sớm được về với gia đình hơn. Hy vọng rằng là những cái việc làm nhỏ nhỏ của mình mà nhiều người góp lại nó sẽ là to thành 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 bão đi, góp gió thành bão, để làm sao được đến được nhiều nhà lãnh đạo, nhiều người lãnh đạo biết được cái việc làm tốt của chị Hằng và anh Dũng. Nít phụ là để dành đi 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 comment dạo thôi đúng không? Thôi mình dừng lại tại lại tại đây nha. Chúc nhà mình một buổi tối là ngon giấc. Ngày mai đầu tuần, một tuần mới là nhiều năng lượng, thành công trong tuần mới. Mọi người đều nhiều năng lượng, thành công nha. Buổi tối, tối nay là ngủ ngon. Bây giờ cũng gần 11 giờ rồi. Thì chào cả nhà mình. Chúc tất cả là ngon giấc nha. Bye bye cả nhà. Chào hết cả nhà mình nha. Em xuống like.